Thưa quý vị, đã 25 năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc lại vụ án mạng kinh hoàng này thì nhiều người vẫn không khỏi rùng mình. Một người đàn bà đam mê dục vọng đã ra tay sát hại chồng già ốm yếu để thỏa mãn thú tính cùng với 5-6 người tình khác, lấy xác chó phi tang đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Mời quý vị cùng lật lại vụ án kinh hoàng giết chồng phi tang bằng xác chó xảy ra tại Đông Hưng, Thái Bình đã mấy chục năm. Người đàn bà lạnh lùng ra tay chém chết chồng, rồi bình tĩnh đem ném xác xuống giếng sâu. Linh tính với tình huống tử thi sẽ bốc mùi, thị đã sát hại một con chó, chặt làm ba khúc, rồi vứt xuống cùng với xác chồng, rồi lấp giếng. Sau khi sát hại chồng một cách dã man với kế hoạch đối phó tinh vi, chỉ trong một thời gian ngắn, người đàn bà này đã cặp kè liên tiếp với 5-6 người tình để thỏa mãn cơn dục vọng. Nữ phạm nhân Phí Thị Đào sinh năm 1958 ở xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, đang thụ án tù chung thân tại trại giam Gia Trung thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an. Đây là một phạm nhân đặc biệt từ hình dáng cho đến tính cách, từ hành trình gây tội ác đến hành trình trả giá. Là phụ nữ nhưng Đào có dáng người cao lớn như đàn ông, hai tay dài tới đầu gối, gương mặt góc cạnh với gò má rất cao cùng với một tính cách mạnh mẽ ngay từ thời con gái. Sinh ra ở quê lúa Thái Bình trong một gia đình thuần nông. Ngay từ nhỏ, Đào đã quen với công việc đồng áng. Nhà đông anh em nên dù đầu tắt mặt tối làm lụng, gia đình Đào vẫn không đủ gạo ăn, lay lắt bữa no bữa đói với lương thực chủ yếu là hạt bo bo. Trong hoàn cảnh ấy, lại là con đầu nên Đào sớm phải lao động, lao vào cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền để đỡ đần gia đình. Ký ức tuổi thơ của Phí Thị Đào là những ngày tháng đi mót thóc trên ruộng của hợp tác xã để đỡ đần cha mẹ. Ngày đó khi đi mót thóc, nếu bảo vệ bắt được là bị thu hết dụng cụ và bị phạt. Nhưng vốn từ nhỏ, Đào đã là một đứa trẻ khôn lanh hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, nên có nhiều mánh để qua mặt bảo vệ. Khi trưởng thành, không cam chịu cuộc sống nghèo khó, năm 18 tuổi, Đào đăng ký đi làm công nhân ở Tây Nguyên, mặc cho cha mẹ và các em khóc cạn nước mắt ngăn cản. Trên chuyến xe chở công nhân vào vùng đất mới, Đào vô tình gặp anh Phí Trọng Quyết sinh năm 1955 ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, là người đi lao động cùng đợt với Đào. Cảnh sống xa quê thiếu thốn tình cảm khiến cho đôi trai gái nhanh chóng tìm đến nhau. Không lâu sau khi vào Đắk Lắk, hai người bày tỏ tình cảm rồi yêu nhau. Năm 1980, anh Phí Trọng Quyết và Phí Thị Đào trở về Thái Bình tổ chức lễ cưới giản dị trong sự hân hoan của hai bên gia đình. Năm 1984, hai vợ chồng Quyết Đào dắt díu nhau đến huyện Karong Anna, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục làm công nhân trong một công ty cà phê. Nhờ chăm chỉ làm ăn, biết tiết kiệm nên đời sống của hai vợ chồng nhanh chóng ổn định. Những năm sau đó, bốn đứa con lần lượt chào đời. Thế nhưng bấy giờ, anh Quyết thường xuyên bị căn bệnh hen hành hạ nên hầu hết công việc lớn nhỏ trong nhà đều đổ lên vai Đào. Hàng ngày ngoài việc ở công ty, Đào còn phải một mình lái chiếc xe công nông đi tưới cây, chở vật tư thuê để kiếm thêm thu nhập. Đi làm về đã mệt mỏi, lại thấy chồng lúc nào cũng nằm ở nhà, không làm được việc gì, khiến cho Đào luôn bực tức, hậm hực trong lòng. Ban đầu chỉ là mặt nặng mày nhẹ với chồng, sau đó Đào thể hiện bằng cả lời nói và hành vi không tôn trọng chồng. Cùng lúc đó ở cái tuổi 40, Đào bắt đầu hồi xuân, nhu cầu tình cảm cũng tăng cao, trong khi người chồng đau yếu triền miên, không đáp ứng được. Mâu thuẫn vợ chồng càng thêm gay gắt, không khí gia đình hết sức nặng nề. Không thông cảm cho người chồng đau yếu, Đào đang tâm vạch ra một kế hoạch độc ác nhằm loại bỏ chồng để xua tan bực tức và cũng là để xóa bỏ vật cản cho ả dễ dàng thậm thụt với những người đàn ông khác. Ngày 6 tháng 3 năm 1997, Đào đi làm về sớm, tự tay nấu những món ăn ngon, nói là để mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ. Sau khi cả nhà ăn uống vui vẻ, ngon lành, Đào còn pha cho chồng một cốc sữa. Cảm động trước sự chu đáo, dịu dàng của vợ, nên ông Quyết vô tư uống hết cốc sữa. Mà đâu biết, vợ mình đã bỏ vào trong đó 6 viên thuốc ngủ, được tán mịn thành bột. Vừa uống sữa xong, cơn buồn ngủ ập đến khiến cho ông Quyết đi vào giường nằm trước. Khoảng 2 giờ sáng ngày 7 tháng 3, Đào thức dậy nghe ngóng, thấy chồng đang ngủ say mê mệt, nên thị chuẩn bị ra tay. 2 tiếng đồng hồ sau, Đào thấy chồng vẫn mê man không biết gì, nên ả lấy con dao quắm chém mạnh vào cổ. Chờ đến lúc chồng không còn dãy giụa cử động được nữa, ác phụ này lạnh lùng cắp xác chồng, đem bỏ xuống giếng khô sâu khoảng 8 mét trong vườn. Để phi tang triệt để tội ác của mình, Đào đem hết chăn chiếu dính máu vứt xuống chiếc giếng này.
xong xuôi đâu đấy, Đào còn tính toán với tình huống có thể xảy ra sau này. Sợ xác chết sẽ phân hủy bốc mùi, mọi người phát hiện, Đào đổ thêm một lớp đất lên trên xác nạn nhân, sau đó sát hại một con chó, chặt làm ba khúc, vứt xác chó xuống rồi lấp giếng bằng một lớp đất nữa. Điều này giúp ả sát nhân yên tâm rằng nếu có nghi ngờ gì về mùi khó chịu bốc lên, mọi người có thể tìm kiếm thì cũng chỉ quy kết là tại xác con chó xấu số mà thôi. Mấy ngày sau, Đào bắt đầu tung tin chồng bỏ đi thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh. Rất ma mãnh, người đàn bà độc ác này còn đích thân đến công ty nơi hai vợ chồng làm việc nhờ mọi người giúp sức tìm tung tích ông Quyết. Trước sự mất tích bí ẩn của ông Phí Trọng Quyết, cơ quan điều tra đã tích cực vào cuộc xác minh. Nhưng tất cả các hướng đều đi vào ngõ cụt, bởi khi sống nạn nhân là một người hiền lành, không có mâu thuẫn hay thâm thù với bất cứ ai. Lần theo những địa chỉ mà ông Quyết có khả năng đi chữa bệnh theo lời Đào khai, cơ quan điều tra cũng không thu được kết quả nào. Lúc này Đào cho rằng màn kịch của mình, mà mình là đạo diễn kiêm diễn viên chính, đã diễn ra quá hoàn hảo. Vì vậy khoảng thời gian trên, thị như được tháo cũi sổ lồng, tự do, thỏa mãn dục vọng. Từ khi tung tin chồng mất tích, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, người đàn bà dâm ác này đã bí mật cặp kè với đến 5-6 người đàn ông khác. Tuy nhiên Đào không ngờ rằng chính mình đã tạo ra một tình tiết khiến cho ả bị cơ quan điều tra đưa vào tầm ngắm. Chuyện là sau ngày chồng mất tích, Đào bỗng dưng chăm chỉ đi chùa đột xuất và mỗi lần vào chùa thì đều cúng vái rất lâu. Chính vì thế một trinh sát đã bí mật vào vai người đi lễ chùa để bám sát Đào. Sau nhiều lần theo dõi, trinh sát này đều nghe thấy tiếng Đào khấn. Em là Phí Thị Đào, hôm nay em tới đây thắp hương cho anh, mong anh phù hộ cho mẹ con em mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Manh mối đã hé mở, cơ quan điều tra liên tục triệu tập Đào để lấy lời khai. Tuy nhiên, Đào nhất mực chối tội. Cơ quan điều tra nhận định, có khả năng nạn nhân đã bị sát hại rồi chôn xác ngay tại vườn nhà. Cơ quan điều tra đã cho máy ủi xới tung toàn bộ khu vườn nhà Đào để tìm tung tích nạn nhân. Khi Đào tới cái giếng, cán bộ điều tra chỉ phát hiện một bộ xương chó. Song có điều qua giám định pháp y xác định con chó này chết cùng với thời điểm mà ông Quyết mất tích. Không từ bỏ niềm tin, ngày 18 tháng 9 năm 1997, cơ quan điều tra cho đào sâu thêm một lớp đất nữa dưới đáy giếng thì bất ngờ phát hiện một bộ xương người. Trước kết quả xét nghiệm ADN cho thấy nạn nhân là ông Phí Trọng Quyết. Cuối cùng, Phí Thị Đào đã phải nhận tội. Sau đó Đào bị kết án tù chung thân. Nhưng mới những ngày đầu bị quản thúc tại trại giam, Đào đã kịp đưa tình với một phạm nhân nam ở buồng giam bên cạnh. Cả hai phạm nhân đều thụ án tù chung thân này chuyển tới thi hành án tại trại giam Gia Trung. Trong một lần đi lao động, lợi dụng lúc cán bộ quản giáo không để ý, Đào và phạm nhân nam này đã lén lén trao tình cho nhau. Sự việc được phát hiện kịp thời, cả hai đều bị kỷ luật do vi phạm quy định của trại giam. Sau 25 năm thụ án trong trại giam, Phí Thị Đào nay đã ngoài 60 tuổi. Sau nghìn ấy thời gian qua đi của đời người ở phía sau song sắt đã giúp cho người vợ tội lỗi này nhận ra rằng năm xưa bà ta do bị ngọn lửa nhục dục điên cuồng nhấn chìm lương tri nên đã lạnh lùng ra tay sát hại chồng một cách man dợ đến như vậy. Ác phụ thú nhận động cơ giết chồng là vì ham muốn sắc dục, muốn tư tình với những người đàn ông trẻ khỏe mà chồng Đào không thể đáp ứng được. Trước đó ông Quyết đã phát hiện Đào có bồ và nhắc nhở, nhưng ả không nói không rằng, coi thường lời nói của chồng. Và cũng từ đó, Đào coi ông Quyết như cái gai trong mắt, cần phải nhổ bỏ. Sau từng ấy năm thụ án trong tù, con cái Đào cũng đã trưởng thành, thỉnh thoảng có vào thăm mẹ. Và đến ngày hôm nay, Đào cũng đã ân hận về tội ác của mình. Dù đã bước sang cái dốc bên kia của cuộc đời, nhưng Đào vẫn đang phải sống trong sự dằn vặt lương tâm về tội ác mà mình đã gây ra. Bản án nghiêm khắc dành cho ác phụ cũng là bài học sâu sắc cho những người ở lại. Không thể để những dục vọng tầm thường che mở đôi mắt để xảy ra hậu quả đau lòng. Đến đây thì thời lượng của bản tin cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.